Good Cô evening. nè. Cái gì cơ? Cô nè. Sao? Đâu? Là cái bút. Đúng không? Là cái bút. Sao sao con? Con vẽ ở đây. Không có hình. Không Không thấy. có. Không thấy luôn. Không. Đâu rồi? Đây. Không thấy. Không thấy Nhưng là sao nữa? cô bật cái pin cho con nhá, phóng to. Có Đây. bật đi. Đâu, cô có thấy gì đâu. Con phải để cái Cô ở không thấy ạ. phía sau tờ giấy, con phải để phía sau tờ giấy. Bây giờ cô mới thấy là màu xanh. Đâu, màu xanh ở đâu cả? Cô thấy màu xanh rồi. Thấy chưa? Là có nghĩa Đấy. là là cái bút này sao con? Có nghĩa là tô màu xong rồi gọi đèn pin vào xong rồi mới thấy được màu của nó hả? Không, con không gọi đèn pin nào, con tô đậm. Nãy con gọi đèn pin vào chi? Vẫn có thể gọi đèn pin vào được mà, Để thấy rõ nhưng hơn mà hay hơi là thấy rõ hơn hay là để làm gì con? để soi xem nhìn được, soi thì mới nhìn được. Cô bút này hơi bị xịn luôn Rồi hôm nay thì là mình tiếp tục nha con. Hôm bữa là mình đã làm tới đây rồi nè. Rồi hôm nay đấy. mình còn một phần nữa. Đó, speaking. Cái này rồi đúng không? Cái này chưa nè. Đó, cái bức hình này chưa làm kìa con. Task 5. Đây này, what is it? Oh, what? It's elephant. This elephant. Good. Do you like No. elephants? No, you don't like. So, what is your favorite animals? Là gì cô? Favorite animals. Động vật yêu Nghĩa thích của mấy con. Favorite là yêu thích. Animal là loại động vật. Động vật yêu thích của bạn Đức Anh là con nào? What is your favorite animals? hot dog, Your dog. Dog is your favorite what is animals. up there? Okay, task 6. Look at the picture, please. What can you see in the picture? Look at the picture. Okay, what can you see? Nhìn vào bức hình và kể cho cô được 4 đến 5 đồ vật mà con biết trong bức hình. Đồn Doll. baby sitter Baby. Baby, một thứ. Một thứ, one. Book. Book, okay. Hai. photo Photo, good. trẻ Chair. What else? thoại Toy, thoại what else? 5 thứ rồi, nhưng mà bây giờ kể hơn nữa thì có làm được không con? Hơn 5 thứ. Còn ảnh gì nữa nè? đỏ Door. Good, door. truth What? truth 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 đôi giày. Shoes. Good shoes. Yes, I can see Không. shoe. Đấy. House. 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 Oh, mom. Can you see television? Car. Car. Thor. Car.
tall? What does it make tall? TV, Ah, TV. TV, TV. Butterfly. Ah, butterfly. Oh, very good. What else? Our Sister. sister. Brother. Ah, Bella. Ah, Sofa. sofa. Very nice. What about this one? Now. Ah, Chuck. Really, Chuck. Good. Window, A window, window. window. Very nice. Rồi, kể nhiều. One, Ah, bookcase. bookcase. I'm trying. Ah, armchair. Armchair or sofa. Ông có cái nào là armchair hay đó là armchair? No armchair. À nhầm, con nói nhầm tí thôi. Rồi, bây giờ thì là mình sẽ qua Table, 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 table. table. I can see table too. Nhiều từ hơn rồi nha. Hơn 10 điểm rồi nha. Tạo Hơn 10 điểm. Hơn 10 điểm. mấy điểm? 20 điểm à? 20 điểm. Gần 20 điểm rồi. Bạn Đức 19 Anh à? gần được 20 điểm cô rồi. 19. No. 18. Maybe. Có lẽ là 18 nha. Ok. Rồi mình sẽ qua bài học mới ha. We start with unit 22. Unit 22 in our bags. Con có thể lập Zalo rồi. Zalo, con có kết bạn Zalo với cô không? Đã. Con có kết bạn Zalo với cô không? Vâng. Có thấy Mẹ ai? con. À, mẹ con hả? Rồi, rồi. The name of the lesson today is In our bags and in our school. Rồi, mình nghe từ vựng và đọc theo cô ha. Mình có một số từ mới. Okay, what is this? The cat, what is this? Cái này mình học chưa ta? Để cô xem. Cái này học rồi mà. À, học rồi đúng không con? Cô cũng thấy là hình như học Búp con rồi. học lâu. Rồi, để cô xem lại thử nào. Computer. Computer. Computer, computer, good. Rồi, mình học. Mình chỉ ôn lại từ vựng một xíu thôi con. Những từ vựng này thì mình đã học rồi. Cô nghe cái bài taxi đi vòng quanh thế giới chưa cô? Cái gì? Bài gì con? Taxi đi vòng quanh thế giới. Chưa, cô chưa nghe. Nghe cái tên nó lạ lắm. Okay, what Con is this? hát cho cô nghe nha. Okay, mà bà đó là tiếng Anh hay là tiếng Việt? Tiếng Việt. Rồi, hát cô nghe một đoạn. Nhưng mà sợ. Sợ gì? Nhưng Có phải là your favorite song? Có phải là bài hát yêu thích của con không? mà Favorite song. À, không có gì ngại hết trơn á. Tại vì có hai người thôi, có cô thôi, đâu có ai nữa đâu. nè. Do you want a song? Do you want to sing a song? Bác sẽ Không gửi cho cô nếu cô cho con cái đi xem nếu cô kết bạn. từ này mình đã học rồi ha. Rồi đọc lại những cái từ này một lượt cùng cô nha. Board. Nghe thấy âm thanh cô chia sẻ không con?
Board. Board. Yes. Desk. Board. Desk. Crayon. On. À, crayon. Crayons là bút màu con ha. Crayon. Đúng rồi. Poster. Cái Poster. 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 Ruler. Ruler. Ruler là gì con? Ruler là Lúc bút thước ha, thước kẻ ha. Ruler. Teacher. 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 Teacher là ai con? Teacher nha cô. Teacher is me. I am a teacher. Rồi, poster là một cái tấm phích quảng cáo với con. Rồi, một cái tấm để quảng cáo mà người ta hay dán lên cái mấy cái tường mỗi nhà đó để người ta quảng cáo thì mình gọi là poster. Paper. 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 Paper là gì con nhỉ? What does this mean? Giấy. Giấy. Eraser. 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 Rubber. 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 Rồi mình có hai từ giống nhau nè con. Eraser và rubber đều có nghĩa là cục gom hết. Cục tẩy hết. Cục tẩy. Cục gom hoặc là cục tẩy. Hai cái này có nghĩa giống nhau con ha. Eraser and rubber. Một cái nghĩa đó là của Anh, một cái nghĩa là của Mỹ. Rồi, từ tiếp theo. Bag. Bag. Backpack. Bag, bag. Backpack. Bag. Backpack. Backpack là cái cặp đeo vai á con, đó cái ba lô đeo vai nè. Còn cái túi mà để cầm tay á thì mình chỉ có là gọi là bag. Rồi. Computer. Cái cặp đấy là Mac. Đúng rồi. Cái cặp mà con mang Computer. đi học ấy. Computer. Great. Computer. Computer. Okay, Computer. next one. Keyboard. Bàn phím, bàn Bàn phím. phím ha, keyboard. Bàn phím Rồi. ấy Rồi, chưa? Chưa vậy. con chuột thì sao? Con chuột thì gọi là gì? Con chuột này Không. nè. Không. Mouse. Nó không giống của con. Ôi, giống của con kìa. Không, nhưng mà cái của con ở dưới là màu đen, là màu xám. Còn Màu con xám không có nè. cái đen ở đây. Không có. Ok. Tablet. Cái của cô. Của cô là màu xanh, của cô là màu xanh đây nè. Gơ vào cái lỗ hình tròn ở trên cùng ấy. Là cái nào? Hình Cái tròn này. Cái này hơn. không, lỗ hình tròn. Lỗ hình tròn. Cái để mà bạn lên bạn xuống ấy hả? Không. Chứ nào? Chứ có ý con nói là cái nào? Máy tính. Trên cùng. Cái camera. Ồ đúng Camera. rồi. Để chiếu. Là ý con là giày á Đây. ha. Không giống nhau. It Bố doesn't look màu xanh. Rồi mình cái sang từ mới nè. anh. Tablet. No, today not, it's not table. Tablet. Tablet. Trong một Tablet cái nghe. là cái từ này khác từ table nha con, mình đọc là tablet là cái máy tính gì nhờ? Có sinh anh nhỉ? Có Máy sinh tính. anh nhỉ? Tự nhiên có máy tính bảng nha con, tablet máy tính bảng. Con có máy tính những bảng con đang dùng sử dụng. Look at the picture. Find out the words. Tìm ra những cái từ mà con có thể thấy được. Nó có nghĩa từ Thoải vựng. Cô ví dụ nha. Bây giờ là cô ví dụ như cô tìm thấy nè. Bookcase. Rồi tới lượt bạn Đức Anh cho cô thấy những cái từ nào mà con tìm được.
Cô tìm thấy được từ bookcase. Circle the word that you can see. Nè. Rồi, khoanh tròn cho cô. À, Bookcase, bookcase. Rồi, tìm cho cô những cái từ mà bạn Đức Anh thấy được. Tìm cho cô từ nào nữa nhỉ? bookcase. Về. Cái trò này cũng thử rồi, chơi đầy rồi. Dễ rồi đúng không? Bây giờ là chơi nhanh thử cái cô xem nào. À, cupboard. À, rubber. Very quickly. Mouse. À, pencil. À, desk. Oh no, desk. Desk. Crayon. À, client. Poster. Poster. Đây ạ. Where? Poster, not teacher. Poster. Nó phải dừng tới chữ. Kéo xa quá rồi kìa con. Poster, tới đây thôi ha. Tới đây thôi đàn ông. Poster. Rồi. Teacher. I can see the word teacher. Teach. Teach nè là dạy nè con. Kéo ra thêm nè. Tới error. Teacher. Ok. Ruler. Eraser. Eraser. Paper. Computer. Và computer. Good. Paper. Board. Keyboard. Keyboard. And mình vẫn còn một từ page. Page. Page là cái trang ấy con. Page. Ví dụ như là trang sách thì mình có thể gọi là page. Đưa tôi luôn Okay, very good. á. Con này dễ rồi. It's easy. Cái này dễ con ha. Rồi, cái này khó hơn một chút nè. Cái này không có sẵn từ. Look at the picture and guess the word. Cái này mới khó nè. It's difficult. Tại sao ba sáu lại ở chung một cục cùng một cái ạ? Ba sáu. Ba với sáu thì là nó cùng một hình nhưng mà nó có hai từ vựng khác nhau con. Eraser, Yes, eraser and rubber. Look at number 2. chứ công viên là ai gì? Công viên là gì nhỉ? Con không Công biết viên. là Công viên là gì con? không biết, cô đọc chữ cho con. Công viên là park. Nhưng mà ở này từ park không có đủ từ vựng. Để cô xem thử đủ không nha. Cái này thì gọi là sân chơi con. Sân chơi ha. Rồi bây giờ cô đánh vần nha. I spell the word. And Đức Anh guess. Cô đánh vần và con đoán nha. Vâng. Playground. Đi, thấy cả. Playground. Sân chơi. Rồi bây giờ bắt đầu đánh vần nè. P. P. P là thở, chữ Yes. thở. P. P. L. Đây. L nghĩa là mờ. O, L, L, L. R. No, R, no, not, not R. R có nghĩa là đọc là A đó con. L. No, no, no. Rồi, nghe cô đọc cái từ này nha. Play,
Playground. Cái từ play Play. nghe có có nghe cái từ play quen không ngon? Mình nói từ này rất là nhiều rồi. Playground. Can guess? Guess the word. Ai cô bảo eo mà L. L. Cái từ play trong cái từ play lơ rồi. Ai, ai. lơ Yes. ghi cùng Cái dòng. gì? Cái gì? Play. Ai. Play Why? why nghĩa là y Yes. Chi. chi Dạ, chi. chi nghĩa vừa Chi, yes, girl. chi Chi, nghĩa là gì? à, chi. Vờ, chữ À, vờ. đó, đó, chi. Cờ. Chữ này nè con, chi. Căng. Gờ. Yes, girl, g đó, g trong tiếng Việt đây. À, à. À, nghĩa là rờ. Yes, very good. Oh. Ông nghe à? Yes. Rồi. You. And Diêu. you. Diêu nghĩa là con đi sinh tích. Okay. Welcome back. Okay, continue. Letter Hai nhân hai bằng bốn, U. 12 trừ 5 bằng 7. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Rồi, tiếp này con, đáng nha. Let's guess you. Diêu. You. Trong tiếng Diêu. you. You and me. Thường thường cái từ you là có nghĩa là bạn ấy con. Thì trong tiếng Anh đó người ta hay viết tắt thành chữ U, bởi vì nó phát âm giống nhau. You. You. Trời ơi. Ui, chữ con đã mất hết rồi. Oh no. P, à, rồi cô giúp con viết lại nha. PLA. Kệ Rồi, thôi, chữ kệ chữ gì con? Chữ Y. Chữ Y. thôi. Chờ thôi, chờ thôi. Chờ xem cô làm
Làm gì chứ Why? Why là chữ gì con? Why là chữ gì trong tiếng Việt? You. Oh, you. Rồi, tiếp theo nha. Tiếp tục chữ N, letter N. N là chữ... N N. à, chữ N N là là... chữ N. N. M. N, nói chữ... Chữ M mình sẽ gọi là em. Còn chữ N sẽ là N. À, and D. Được rồi, cô đây À. nè, cô biết tiếp gì. Đến. D, chữ cuối cùng con, chữ cuối cùng là D. Đi Letter nghĩa R. là đồ. Yes, yes. Cuối cùng cũng Okay, look at number three. Look at number picture number three. What is this? xong một vòng. Bằng nghĩa là Ah, rubber, rubber. Okay, write the word. đầu tiên là chữ R. Đúng rồi, chữ R. Thứ hai là chữ À. Dấu A U. U, U. chữ thứ hai là chữ U. Diu nghĩa là À. u u. U. Rồi. Double Rồi. B, double B. Bi. Nghĩa là chữ bờ. À, double con, double B. Double bi nghĩa là gì? Double có nghĩa là nhân 2, là có vậy là có mấy số, mấy chữ B. Double Hai là chữ nhân 2 á bi. con. Ừ, nhân 2 ha, double là Nè. nhân là 2. Double là Bờ cặp bờ. ấy, bờ bờ. Bờ. Phải một chân Ăn cho một chữ xuống dưới chứ mới đúng. À, rồi. để Rồi. Cho bạn từ nhất ăn từ đi. Cô để cho con đoán hai chữ còn lại thử nào. Hai chữ còn lại sẽ là chữ gì nè? con ghi lại đã. Đi. B B. A Rubber. R A À, E R. No, not R. E R. R À, E có nghĩa là chữ E trong tiếng Anh đó còn E là chữ E trong tiếng Anh. E R. A là A. R Rubber. có A mà A nè À, trong tiếng Anh thì sẽ là chữ chữ R, chữ gì trong tiếng Việt nhờ? Cô khoanh đây này con, đó cô khoanh đây nha. À, rubber. con ghi chữ E Ừ, đúng rồi, chữ E đó. này. E này E. Đi đây. Ý, rồi chữ cuối cùng sẽ là chữ R. À, letter R. Letter nghĩa là nhân Chữ O. là có nghĩa là chữ chữ R trong tiếng Việt ấy. À. R. Biết chữ R rồi. Đúng không? Rubber. Rubber. Okay, continue. Look at number four. For desk. Ah, desk. Okay, let's get the word.
Rồi, bạn Đức Anh đáng cái từ thử nào. Guess. À, để đi. E, R, E. No, E, S, S, not R, S. That's wrong, wrong. Okay, I spell the word D, D, E, S, K. Hay. Yes, K. D. Con sạc. Đỉnh đưa Rồi. tay nghe D. Đâu, cô đâu có làm gì đâu hả? đánh. D, Hay là à, D-E-S-K. Write the word again. So. No, not S-R, S-K. K. Con nhầm mày sao K đúng là chữ. No, that's mà wrong. That's wrong. đúng S-K. Rồi, mình phát âm từ desk theo cô nha. Từ desk nè. Desk. mà đúng. Desk. Rồi, desk. Cờ ở phía sau này con. Rồi, sửa lại nha. Cô nhưng mà không lừa Con được. định lừa cô hả? Vâng. Lừa không thành công nha. Rồi, look at number five, what is this? Ah, bookcase. Okay, let's Rồi get the word. con đoán được cả từ rồi. Rồi, để cô coi thử nha. Cô coi đáp án cuối cùng của con thử đúng không nè. Bờ này. B, B. O này. O, mình sẽ nói là O. B-O. Này. Double O. Rồi, rồi. Đi này. No, not C. Book. Book. À, biết Okay. Correct the rồi. letter. Búc đây chứ sờ Không. trên mà chứ không biết Rồi, là chữ gì. sai nha. Ví dụ như từ Số date này. sáu con số sáu No, số that's wrong. sáu Book. Book. đời đấy Nghe cô phát để âm từ desk với từ book này con, nó kết thúc tôi bằng một từ nghe. giống nhau nha con. Desk, book, desk, book. Nó đều kết thúc bằng k. K. Là chữ gì ở cuối con nhà? Phải là chữ này nè. SK. Thôi, thôi, K. thôi. Ơ, không đủ à? À, có. Khơi, ca gì nhỉ? Ca K gì? S Ca mẹ. E Ca mẹ. Ca mẹ. C A S E S E. Okay, let's check my answer. That's wrong. Con biết con bị lộn hai từ gì không? Rồi xem lại thử là mình bị nhầm hai từ gì không? Ủa? Con chả nhầm hai từ gì luôn ấy. Rồi lúc nãy là con nhầm từ đây nè, cái từ chữ K và chữ S nè. Chỗ này mới là chữ S, chỗ này mới là chữ K nha con. Từ book là chữ K, còn từ case là chữ S nha. Con biết rồi. Ok, continue with Nhưng picture. mà con nhầm đúng.
That's right. Okay, Đáng continue with number six. Làm đúng, à, đáng thì đúng rồi, nhưng mà viết sai hai từ này nha. sao? Trừ điểm hai từ này nha. Con Number six. không À, eraser, right. Cô đánh vần nha. I spell the word and you guess. Cô đánh vần mà bạn Đức Anh đoán nha. E. Letter E. sao lại có hàng hàng ngang kiểu cô hàng ngang một trăm Hàng ngang, hàng ngang sẽ là cái kết quả cuối cùng mà mình ra con. Mình đoán được hết. Tới câu số 8 thì mình sẽ ra kết quả của hàng ngang á. cô viết lại số 3 đi tại cô xóa It's river. Okay, đây. I spell the word number six. Tí nữa cô đọc cho con cái từ đấy, còn Number cái cuối. six, eraser. Đi E, qua. letter E. Rồi, bắt đầu với start Eber with letter E. sơ. Bắt đầu bằng chữ Y. Chữ Y trong tiếng Anh nha, không phải tiếng Việt nha con. Là. À, rồi câu số 6 bắt đầu với chữ Y. Chữ Y ở đây là cô đang nói bằng tiếng Anh ấy. Ê. Let à, e đúng rồi. À. À. E R. Letter A. Letter A. A là chữ gì nhỉ? Hỏi chú với xem bao lâu nó thì xong chuyển vào trong phòng không? Đây bà. Đây bà. Đi vào nhà. Okay, letter R. Continue, number six. Rồi, chữ cái tiếp theo này con. R, letter R. Là gì? Letter O. À, letter là chữ cái. Gì R là chữ nhỉ? gì Hai con? cái chữ R, hai chữ À, đúng R. rồi, chữ R. Viết chữ R. À. A, A. A. E R Ơi. A. No, A, Eraser. A. Chữ A Hai xong là tên. No, that's wrong. E, E, R. Hai chữ R. R mà. No. Cô chỉ nhắc lại cho con thôi. Sai, wrong. R mà. Rồi, chữ Cô A. hỏi Chữ R chữ xong tới chữ gì nè? Chữ R xong tới chữ letter A. R. Để chữ ơi Là chữ A ấy. Chữ A là chữ chữ A. A S. S-E-R. S-E-R. Rồi, để cô đặt liên tiếp và đoán thử nha. S-E-R. S-E-R. Yes. S.